Bây giờ chỉ còn mình anh trong đêm vắng, lang thang bao nhiêu nỗi cô đơn, biết tìm đâu một vòng tay để không còn xa lạnh trong đêm dài. Anh phải làm sao, anh phải làm sao khi em đã hết yêu anh. Dù anh yêu em đâu nào biết, đến lúc em đổi thay anh chẳng hay biết gì. Em sao đang tâm lừa dối, đã bỏ rơi mình anh trong bóng đêm lạc lối. Dẫu biết sẽ đắng cay, dẫu biết em chẳng yêu, dẫu biết chỉ có anh yêu em mà thôi. Có chết cũng thế thôi, có chết cũng được gì, có chết cũng chẳng mang em quay trở về. Có phải em đã hết yêu anh rồi phải không? Có phải em chỉ xem anh như một trò chơi? Có phải anh đã quá vội vàng tin lời em, giờ đây anh phải chịu nhiều đau khổ? Có phải em đã yêu ai rồi phải không em? Có phải em đã chấp nhận một sự đổi thay? Có phải em sẽ thấy vui khi xa rời anh? Thì chúng ta nên kết thúc từ đây. Yeah. Có phải em đã hết yêu anh rồi phải không em? Có phải em đã đổi thay từ ngày hôm qua? Bây giờ chỉ còn mình anh trong đêm vắng, lang thang bao nhiêu nỗi cô đơn, biết tìm đâu một vòng tay để không còn xa lạnh trong đêm dài. Anh phải làm sao, anh phải làm sao khi em đã hết yêu anh? Nào biết đến lúc em đổi thay anh chẳng hay biết gì. Em sao đang tâm lừa dối, đã bỏ rơi mình anh trong bóng đêm lạc lối. Dẫu biết sẽ đắng cay, dẫu biết em chẳng yêu, dẫu biết chỉ có anh yêu em mà thôi. Có trách cũng thế thôi, có trách cũng được gì, có trách cũng chẳng mang em quay trở về. Có phải em đã hết yêu anh rồi phải không? Có phải em chỉ xem anh như một trò chơi? Có phải anh đã quá vội vàng tin lời em, giờ đây anh phải chịu nhiều đau khổ? Có phải em đã yêu ai rồi phải không em? Có phải em đã chấp nhận một sự đổi thay? Có phải em sẽ thấy vui khi xa rời anh? Thì chúng ta nên kết thúc từ đây. Có phải em đã hết yêu anh rồi phải không? Có phải em chỉ xem anh như một trò chơi? Có phải anh đã quá vội vàng tin lời em, giờ đây anh phải chịu nhiều đau khổ? Có phải em đã yêu ai rồi phải không em? Có phải em đã chấp nhận một sự đổi thay? Có phải em sẽ thấy vui khi xa rời anh? Thì chúng ta nên kết thúc từ đây. Có phải em sẽ thấy vui khi xa rời anh? Thì chúng ta nên kết thúc từ đây.